Ngày 24 tháng 7, đại diện báo Tiền Phong và công ty cổ phần đầu tư Holding Việt Nam phối hợp phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thoại Sơn tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tại đây, đại diện báo Tiền Phong, công ty cổ phần đầu tư Holding Việt Nam, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình chính sách và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, đoàn đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách ở xã Tây Phú, Phú Thuận, Vĩnh Phú và Định Mỹ.